Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cửa nhà ga VIP A, cảng hàng không quốc tế nội bài, chiếc Cadillac One có biệt danh là Zubit tiến thẳng về hướng cầu Nhật Tân rồi qua nhiều tuyến phố trung tâm của thủ đô. 16 giờ 45 đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến vào quảng trường phủ chủ tịch. Zubit có tên chính thức là xe của tổng thống, là loại xe có bọc thép cấp quân sự đảm bảo an toàn, dày ít nhất 12,7 cm và cửa dày 20,3 cm, các phần có thể nặng bằng cửa cabin máy bay Boeing 757. Sau khi đóng lại, những cánh cửa này tạo thành một lớp bịt kín không thể xuyên thủng, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công hóa học. Các cửa sổ đều chắc chắn như nhau, có 5 lớp kính và polycarbonate có thể chống lại các mối đe dọa vũ khí khác. Khung gầm và lốp xe được gia cố của bít cho phép nó tiếp tục di chuyển ngay cả sau một cuộc tấn công. Bên trong bít có chỗ cho tối đa 4 hành khách ở phía sau, với vách ngăn có thể nâng lên chỉ bằng một nút nhấn để mang lại sự riêng tư. Bình xăng có khả năng chống nổ và chứa bọt đặc biệt giúp ngăn ngừa cháy nổ ngay cả trong trường hợp xảy ra tai nạn. Cốp xe được trang bị nguồn cung cấp oxy khẩn cấp, bình xịt hơi cay và màn khói cũng như các tính năng an ninh khác. Ngoài lớp bọc thép, Bit còn được trang bị công nghệ tiên tiến, bao gồm một trung tâm liên lạc và hệ thống theo dõi GPS để điều hướng, camera quan sát ban đêm được giấu bên dưới lưới tản nhiệt phía trước xe giúp nâng cao tầm nhìn của người lái trong điều kiện ánh sáng yếu. Giá xe Gearbit 2.0 có mức khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 35 tỷ đồng. Trước đó, để phát triển nghiên cứu, nhà sản xuất phải bỏ ra đến 16 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Cửa của Cadillac One được gia cố tương tự như cửa máy bay hạng nặng, có thể chịu được các vụ tấn công bằng lựu đạn, vũ khí sinh học, đạn chống tăng B-41 hoặc minh chống tăng IED. Nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm nay ngày 10 tháng 9 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 9. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, 2013-2023 đánh dấu lần đầu tiên cả tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả ba cấp độ song phương, khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Theo đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, trong chuyến thăm này, Tổng thống Biden sẽ có các cuộc hội đàm gặp gỡ quan trọng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân. Hai bên sẽ giả soát lại quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế, thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Hai bên cũng dự kiến cùng tổ chức hoạt động trao đổi kỳ vật chiến tranh, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước. Nhân dịp này, hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Một vài điểm sơ lược về tiểu sử tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden. Một thông tin cá nhân, tên đầy đủ Joseph Robinette Biden Jr. Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942 tại Scranton, bang Pennsylvania, Mỹ. Học vấn, cử nhân ngành khoa học chính trị, Đại học Delaware năm 1965, bằng luật Đại học Syracuse, New York năm 1968. Gia đình đã kết hôn và có bốn người con. 2. Quá trình công tác, năm 1968, được cấp bằng luật sư. Mở văn phòng luật. Năm 1970, 1972, được bầu vào hội đồng thị chính hạt Newcastle, bang Delaware. Năm 1973, đắc cử thượng nghị sĩ đại diện bang Delaware, trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 trong lịch sử Mỹ. Sau đó, tái đắc cử 6 lần, từng giữ các chức vụ chủ tịch ủy ban đối ngoại năm 2001, năm 2003 và 2007, 2008, chủ tịch ủy ban tư pháp Năm 1987, 1995, năm 2009 đến năm 2016, Phó tổng thống dưới thời chính quyền tổng thống Obama. Năm 2017 đến năm 2019, diễn giả, viết sách, tham gia các hoạt động từ thiện. Tháng 4 năm 2019, tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tháng 11 năm 2020, đắc cử tổng thống Mỹ, nhiệm kỳ năm 2021-2025 trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, 78 tuổi. Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2. Danh sách đoàn chính thức tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. 1. Ngoại trưởng Antony Blinken 2. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper 3. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan 4. Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry. 5. Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finer. 6. Phó trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell. 7. Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Christian Brink. 8. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp Hooper. 9. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chabra. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper khẳng định, từ thời Tổng thống Bill Clinton, khi hai nước bình thường hóa quan hệ, các Tổng thống Mỹ đều đến thăm Việt Nam. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng Việt Nam quan trọng với Mỹ. Ngày 10 tháng 9, Tổng thống Mỹ sẽ thăm Việt Nam, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam rất mong được đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là chuyến thăm làm trọn vẹn hơn cuộc điện đàm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tháng 3 vừa qua. Chuyến thăm cũng là một phần quan trọng của những nỗ lực to lớn hơn trong năm nay nhằm đánh dấu 10 năm hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện. Đó là những chuyến thăm của các nhà lãnh đạo, của tàu sân bay hay quan hệ thương mại giữa hai nước đạt gần 140 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 8 trong số các đối tác thương mại của Mỹ, việc Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Bên cạnh việc tăng cường hợp tác kinh tế, hai nước không ngừng làm bền chặt hơn mối quan hệ giữa người dân hai bên gần 30.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số sinh viên theo học ở Mỹ nhiều thứ năm thế giới. Đại học Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thế hệ sinh viên đầu tiên tốt nghiệp. Mỹ có Peace Corps với đội ngũ tình nguyện viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội, có những sự hợp tác tuyệt vời về các vấn đề biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, việc cùng hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch tại Việt Nam, rất nhiều điều tuyệt vời đã diễn ra trong năm nay và rất nhiều điều tuyệt vời đã đến trong mối quan hệ tổng thể giữa hai nước. Về thông điệp tổng thể, hai nước thật may mắn khi từ thời tổng thống Bill Clinton đã bình thường hóa quan hệ, các tổng thống Mỹ đều đến thăm Việt Nam. Mỹ muốn gửi thông điệp rằng mối quan hệ của hai nước rất ý nghĩa. Giá trị nội tại trong mối quan hệ hai nước vượt xa hơn bất kỳ điều gì có thể nghĩ về mối quan hệ Mỹ và Việt Nam. Trọng tâm là giúp Việt Nam xây dựng một nền kinh tế đổi mới sáng tạo, trong đó có phát triển lực lượng lao động công nghệ cao, ứng phó với những thách thức và nắm bắt cơ hội của thế kỷ 21. Hợp tác y tế vẫn luôn là nét đặc trưng mạnh mẽ trong tình hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam, cho dù đó là hợp tác để giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ dịch Covid-19 hay hoạt động phòng chống HIVS. Vì vậy, theo nhiều cách, chuyến thăm này truyền tải đi thông điệp lớn rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam rất quan trọng. Những gì hai nước làm là thể hiện sự tôn trọng đối với hệ thống chính trị của nhau. Tất cả những điều này sẽ được nhấn mạnh qua chuyến thăm lịch sử. Chuyến thăm đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nhưng sau cùng, kết quả của những nỗ lực này sẽ là rất tuyệt vời đối với cả hai nước. Những lĩnh vực liên quan đến giáo dục sẽ giúp người dân hai nước thấu hiểu nhau hơn, đồng thời hợp tác để đảm bảo Việt Nam có được lực lượng lao động cần thiết để ứng phó với thách thức và nắm bắt những thời cơ của thế kỷ 21 hợp tác trong các vấn đề về môi trường, đặc biệt là biến đổi khí hậu, hiện thực hóa nỗ lực của Việt Nam nói riêng và của hai nước nói chung để hoàn thành mục tiêu phát thải dòng bằng không, net zero vào năm 2050. Mỹ mong muốn đạt được điều này dù là thông qua hợp tác tài chính, công nghệ hay nguồn nhân lực. Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry đã đến Việt Nam vài lần. Đây là lĩnh vực rất quan trọng trong việc hợp tác để ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nhiều nhất về vấn đề này. Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng. Sẽ có các cuộc hội đàm để tối ưu hóa sự hợp tác nhằm đáp ứng được những mục tiêu quan trọng mà Việt Nam đặt ra cho mình. Nhìn lại chặng đường 28 năm qua và nhất là tròn 10 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, những thành tiệu hai nước có được đó chắc chắn là đầu tư thương mại. Trong những thành tựu rõ ràng nhất, kim ngạch thương mại hai chiều đạt tới 140 tỷ đô la Mỹ, đây là con số ấn tượng trong bối cảnh quan hệ hai nước trước kia. Con số này tăng tới đến 360% khi hai nước bắt đầu mối quan hệ đối tác toàn diện. Sự đầu tư của các công ty Việt Nam vào Mỹ cũng như các công ty Việt Nam xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đây đều là những tín hiệu thực sự về mối liên kết ngày càng gia tăng giữa nền kinh tế hai nước, đó là thành tựu lớn có được nhờ công sức của cả Mỹ và Việt Nam. Những nỗ lực của hai nước trong lĩnh vực khí hậu cũng rất to lớn và sẽ còn phát triển hơn nữa. Vài năm trước, Mỹ cũng đã triển khai một sáng kiến nhằm giúp đỡ Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm các trường hợp quân nhân mất tích trong chiến tranh thông qua việc sử dụng nghiên cứu lưu trữ cũng như phân tích ADN. Hy vọng chương trình này sẽ giúp khép lại những nỗi đau của nhiều gia đình Việt Nam theo cách mà những nỗ lực của Việt Nam đã và đang giúp đỡ các gia đình Mỹ. Hai bên còn thực hiện các nỗ lực khác nhau như giả phá, tháo dỡ bom mìn, dù là ở sân bay Đà Nẵng hay sân bay quân sự Biên Hòa, với hy vọng dọn sạch bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, hỗ trợ những người khuyết tật. Đây đều là những nỗ lực đã diễn ra từ trước trong quá trình bình thường hóa quan hệ, giúp thiết lập nền tảng của sự tin tưởng giữa hai đất nước, điều mà đến nay vẫn tiếp tục đem lại lợi ích cho cả hai. Tính đến nay, đã có 4 vị Tổng thống Mỹ với 5 lần thăm Việt Nam, các tổng thống Mỹ đương nhiệm từng tới thăm Việt Nam gồm Tổng thống Bill Clinton vào tháng 11 năm 2000, Tổng thống George Bush vào tháng 11 năm 2006, Tổng thống Barack Obama tháng 5 năm 2016, Tổng thống Donald Trump tháng 11 năm 2017 và tháng 2 năm 2019. Ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 5 thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ nhận lời mời của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tháng 11 năm 2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam. 25 năm sau khi chiến tranh kết thúc, ông Clinton đã dỡ bỏ cấm vận, tiến tới bình thường hóa quan hệ hai nước vào năm 1995 và ký Hiệp định Thương mại song phương. Tại buổi chiều đãi do Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì, Tổng thống Bill Clinton đã lấy kiều, sen tàn, cúc lại, nở hoa, sâu dài ngày ngắn, đông đà, sang xuân, Ông Clinton có buổi giao lưu với sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và chuyến thăm tới một trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông và gia đình còn tới thăm vùng nông thôn của Việt Nam để theo dõi các dự án tín dụng vi mô cung cấp các khoản vay nhỏ để giúp phụ nữ nông thôn thoát khỏi đói nghèo. Tháng 11 năm 2006, tổng thống Mỹ khi đó là ông George Bush và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận hai nước. Chuyến thăm của ông Bush được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với WTO. Tổng thống Bush cho biết, ông rất cảm kích trước mối thiện tình của hàng ngàn người dân Hà Nội dành cho đoàn. Ông Bush nói rằng, trước khi sang thăm, ông đã đọc nhiều tài liệu về Việt Nam. Ông cảm nhận Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng qua công cuộc đổi mới và đang phát triển năng động, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Lúc này mặc dù hai bên còn nhiều khác biệt, song quan hệ tiếp tục có những chuyển biến tích cực theo hướng ổn định lâu dài. Sau đó 10 năm, tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, ông Barack Obama đã có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2016. Chuyến thăm của tổng thống Barack Obama là một chuyến đi lịch sử, đánh dấu hai thập niên bình thường hóa quan hệ. Trong chuyến thăm, ông Obama công bố quyết định quan trọng của Mỹ về việc xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam bước đi xóa bỏ rào cản cuối cùng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước từng là cựu thù. Tổng thống Mỹ được cho là tạo cơn sốt ở Việt Nam khi ông tới thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và đáp lại, người đứng đầu Mỹ giữa vòng an ninh nghiêm ngặt đã thể hiện sự thân thiện, cởi mở, hòa đồng với con người và văn hóa nước bản địa. Trong 3 ngày ở Việt Nam, ông Obama đã để lại trong nhiều người dân hình ảnh một vị lãnh đạo thân thiện, cởi mở, gần gũi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam vào ngày 10 tháng 11 năm 2017. Ông tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, sau đó đến Hà Nội thăm cấp nhà nước. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump là tổng thống đầu tiên mà trong nhiệm kỳ hai lần đến Việt Nam. Ở lần thứ hai là vào tháng 2 năm 2019, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội. Trong cuộc hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Nước Mỹ cũng như đất nước các bạn đang làm rất tốt, nên kinh tế của các bạn phát triển chưa từng có, có thể là phát triển nhất. Tôi đã thấy những gì các bạn làm và rất tự hào về những gì các bạn làm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!